quý vị, liên quan đến đường dây mua bán làm giả hơn 1.000 văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ giả của một số trường đại học cao đẳng mà nóng 24 giờ từng đưa tin. Hôm qua ngày 23 tháng 10, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án. Tại phiên xét xử này, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây này về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, đầu năm 2018, khi đang học tại trường cao đẳng nghề An Giang, bị cáo Phan Văn Đức đại diện cho nhóm 6 sinh viên cao đẳng nghề mua 6 chứng chỉ ngoại ngữ giả của Nguyễn Văn Cường với giá 4 triệu 500 ngàn đồng để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Sau đó, Đức được Cường trả công 300 ngàn đồng. Từ đây, Đức phát hiện nhiều sinh viên có nhu cầu mua chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ AB và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Lúc này, Đức nảy sinh ý định nhận làm giả các tài liệu này để hưởng lợi với mức giá từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 3 triệu 800 ngàn đồng mỗi chương chỉ, tùy thuộc vào loại và yêu cầu của người mua. Từ năm 2018 đến tháng 3 năm 2023, Đức cùng với 60 người khác đã làm 1.013 tài liệu giả của trường Đại học Cần Thơ. Sau khi xét xử và nghị án, bị cáo Phan Nhân Đức, trú huyện chợ mới tỉnh An Giang là đối tượng cầm đầu, bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 52 bị cáo khác nhận mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù treo và có 8 bị cáo bị phạt 30 triệu đồng mỗi người nộp vào ngân sách nhà nước.